Uy, no, sí. Cũng rất đúng. Chỗ này đào của cô tự khải này. Gần ra được rồi đấy chứ. Nó cô khải gần ra được rồi. Cô khai nó viêm rồi, nó nhảy ra một cái giờ nó ngứa. Vô mắt nào như viên sạn này.
khiến cục nó lên lại mà nó khó. Thì mắm cứng thì sợ bay bẹt bẹt bẹt. Cục này to nè. Một cô là đúng nhiều luôn. Gần xong được rồi, ráng gần xí nữa. Lệ trăng không chịu ra luôn. Mấy? 80 rồi. Cả cái lục đó nghe. Hồi trước 70. Vừa trước là 7 mấy à? 7 Vậy mai gần 80. Vừa trước là hình như 76 vậy. Chừng mấy giờ rồi? Chưa. 5 rưỡi gần 76 rồi cả. Thì kia cố gắng lên 8 ngày. Không có đâu. Cả cái lục dân dân đó. Mua giờ trăm 20 khách nữa là khó lắm. Xỉu. Dưới này hình như cô đau hơn nè. Mận rồi. Dạ. Rồi ra một cục này nữa thôi con.